Chào các bạn, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 Hôm nay mình lại xuống vườn phát cỏ các bạn ạ Hôm trước thì mình đi phát cỏ Máy nó bị trục trặc lên đi sửa mất buổi chiều Hôm nay mình lại xuống xa tiếp thì hôm nay trời thời tiết chuyển sang gió lạnh đông Rất là lạnh các bạn ạ mà cơn gió khá to khá mạnh làm gãy cành các bạn đi thăm vườn lưu ý này, đây gãy cành này và dụng gió thổi mạnh dụng rất nhiều quả các bạn nhé quả to thì dụng vườn nhà mình cũng có ít quả thôi nhưng mà toàn quả to dụng thôi hôm nay mình đi phát cỏ thì tiện đây mình chia sẻ cho các bạn cách phát cỏ để làm sao không ảnh hưởng đến quả táo thì như mọi người đã biết thì theo kinh nghiệm làm lâu năm của mình thì khi táo đã bắt đầu từ lúc có hoa Đến lúc uh, thu hoạch Thì sẽ không ai phun thuốc cỏ cả Nhiều người phun thì uh, Rất dễ bị ảnh hưởng Tất nhiên là uh, tỷ lệ 30% không bị ảnh hưởng Và 70% đa số là bị ảnh hưởng Các bạn nhé uh, Thì sẽ không lên uh, phun thuốc cỏ Mà chỉ phát thôi Mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn Cách phát làm sao để không ảnh hưởng đến quả táo Như những năm trước Thì Cũng có rất nhiều nhà khi mình uh, mua táo ấy đến mùa thì mình cân táo mình mua táo rất nhiều nhà đã phát cỏ và nó bắn lên quả táo làm xước hết quả táo và xuất sát quả táo rất là nhiều thì uh, mình chia sẻ cách phát thì các bạn khi chống táo ấy, các bạn nên chống cao hơn đầu người một chút vừa tầm với để đến mùa mình dễ hái dễ làm và phát cỏ nó sẽ không ảnh hưởng đến không bắn được lên đến quả táo mà khi phát thì mình chỉ phát lựa lựa thôi Không nên phát Không nên phát Mạnh, không nên ga to Và cước chỉ cho một đoạn vừa vừa tầm phát thôi Mình không nên cho cước dài quá Thì đầu cước nó sẽ phất vào những cái cành cây cỏ Cây rác ở vườn của mình Nó sẽ bắn lên quả táo Và sẽ làm hỏng hết quả táo của mình nhé à, vườn táo của mình năm nay thì cũng quả cũng thưa không sai lắm mình làm cũng không đạt năng suất lắm năm nay vì do là nhiều lớp hoa đúng cái thời gian năm nay mưa kéo dài tầm gần một tháng nghĩa là mưa gần nửa tháng chục ngày gì đó sau nó tạnh mưa được tầm độ vài ngày xong lại mưa tiếp và trong cơn mưa đấy có rất là lạnh mưa và rét nên nó đã khiến hoa táo không bao phấn được không có phấn để thụ phấn nghĩa là có ít phấn nào thì mưa trôi chảy hết cũng không, không có ong ruồi gì để thụ phấn thì nó sẽ không đạt dù có đậu quả xong một thời gian sau đều dụng hết nhé à... <laughs> nhá mình chia sẻ cách phát cỏ của mình là như vậy và mình tiện đây mình sẽ chia sẻ thêm cách làm sao để cho đỡ mệt khi mình tưới táo các bạn khi dòng táo ấy, thì đến mùa khô hanh khô này thì sẽ phải tưới là rất là nhiều Giống như một tuần phải tưới 2 đến 3 lần mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách những vườn ở gần đường dây điện gần giếng khoan gọi là tiện lợi thì mình không nói còn những vườn ở giữa cánh đồng vườn những vườn sâu xa thì mình sẽ chia sẻ cách là tưới để không phải dùng sức người mà vẫn đạt hiệu quả như mình đây mình dùng một cái vòi đoạn vòi 30 và bình 12V chiếc bình của mình rất to mình cân lên cái bình của mình nặng 15 cân khi lạp đầy điện thì mình máy bằng cái máy 12V máy chìm ấy thả xuống rãnh nó sẽ máy được một buổi chiều gần một buổi chiều tới được 80 cây đến hơn 90 cây thì mình trước khi mình dùng những đồ đấy tất nhiên là mình phải tạo cái chỗ chứa nước ở vườn của mình để mình không phải phụ thuộc nhiều vào uh, dân làng tháo nước nữa mình chứa nước ở những cái rãnh to này mình đào to ra một chút sâu một chút để chứa nhé các bạn nhé Đấy như rãnh của mình ạ. mình mới tưới nếu mà nó đầy vừa vừa nước lưng nước ấy, thì mình có thể tưới hai lần mới hết nước hai rãnh luôn rãnh bên kia của mình chứa không được chứa nước không ở nước mấy nhưng rãnh bên này thì ở nước rất lâu Đấy, nếu mà đầy hai rãnh như thế này mình có thể tưới được bốn lần nhưng mà mình chỉ được đầy một rãnh này thôi rãnh bên kia nước vào thì nó lại cạn không biết làm sao Đấy, mình đào lông hay là lúc có ảnh hưởng gì đó mình không rõ thì uh, mình thả máy tõn 12V xuống đây và đấu vào bình 12V rất là nhẹ tiện lợi một đoạn vòi 30m thôi mình đoạn vòi 30 mét nhưng mình vẫn bóp xa 5 mét nhé. Trước đây mình cũng quay đăng lên Facebook, Youtube nhiều rồi nhưng mình sau mình lại xóa đi. Vì mình lúc đấy mình chưa trí tạo kênh Youtube. Ấy. Mình đăng cái video quay nó không được, chất lượng video nó kém. Thì mình đã xóa đi. Các bạn cần chia sẻ về cái cách tưới làm sao cho đỡ mệt không phải cầm cây té đau lưng làm gì cúi té nước đau lưng mà mỗi lần lại phải phụ thuộc vào dân nàng tháo nước thì khi đó mình sẽ bị gọi là không chủ động được nước ấy thì nó sẽ kém chất lượng và chăm sóc không tiện lợi như vậy nhé các bạn nhé mình chia sẻ đến đây thôi các bạn hãy chia sẻ kênh cho mình và ủng hộ đăng ký kênh cho mình nhé để cùng nhau giao lưu kinh nghiệm hỏi và là cách làm cây ăn quả làm sao để đạt hiệu quả. Chào các bạn nhé. bạn hãy ủng hộ đăng ký kênh cho mình chúc bạn một ngày vui vẻ. Đây quả táo của mình đã to như thế này. Mình cho ánh sáng lên các bạn nhìn rõ nhé. vậy nhé chào các bạn chúc bạn một ngày vui vẻ thành công chúc bạn thành công